chào mừng quý vị đã đến với kênh Bon Bin Channel. Nhỏ nhỏ trời trời. Và hôm nay tụi mình sẽ chỉ cho cái biện làm kem sữa tươi nha. Và nguyên vật liệu chúng ta cần đó là Bin quay đàng hoàng ơi. Nguyên vật liệu chúng ta cần đó là các khuôn kem và đường nè. Đen. Mình sẽ dịch thêm sữa. Sữa. Và cuối cùng đó chính là một miếng khăn giấy đừng các bạn chùi. Trời ơi nè, đó để dùng cho trường hợp này nè. À, tụi mình đã pha xong hỗn hợp đường và sữa vào đây nè. Các bạn có thể dùng sữa tươi, có đường hoặc sữa tươi không đường đều được. Đen. Đây là tụi mình đã trộn sữa với đường xong rồi nè. Bây giờ tụi mình sẽ cho vào khuôn kem nha. Bây giờ Bin lấy muỗng bự đi nhanh lên. Ok. Mình sẽ cho sữa vào khuôn kem. Ủa lấy muỗng bự chơi. Bỏ vô khuôn kem. Đây. Chúng ta đổ hỗn hợp cái sữa là trộn chung với lại đường á. Chúng ta bỏ vô trong đây nha. Nhanh lên Bin. Mà sao mà bị kia vô nè. Nhanh lên. Đúng đâu. Rồi bây giờ mình sẽ múc vào nha.